Vâng, thưa quý vị và bạn, có thể chúng ta không phải là những chuyên gia, chúng ta chỉ là những cổ động viên bóng đá Việt Nam rất yêu bóng đá Việt Nam thôi, thì chúng ta vẫn có thể nhìn được về những cái điểm yếu vừa qua của đội tuyển U23 Việt Nam. Thực tế thì với một thất bại với tỷ số 0-4 thì sẽ có rất nhiều những trách nhiệm liên quan đến từng cá nhân. Những cầu thủ cũng có thể là những đã mắc những sai lầm, và đương nhiên thì trận đấu không thành công thì nó liên quan trực tiếp đến việc là những cầu thủ không thi đấu thành công ở trên sân. Thế nhưng thứ hai mặt, vấn đề liên quan đến huấn luyện viên trưởng vẫn là vấn đề lớn nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Rất nhiều các cổ động viên họ có đưa ra những nhận xét, những cái bình luận và nói rằng vừa qua thì đội tuyển U23 Việt Nam nhận một thất bại và huấn luyện viên Philippe Chuse thì chưa nhận được bất cứ một cái điều gì được gọi là tích cực cả. Và chúng ta cũng đưa ra rất nhiều những cái kiểu bình luận như thế này. Thứ nhất là việc chúng ta tập phối hợp bóng ngắn, thế nhưng thi đấu thì chúng ta lại sử dụng thường xuyên những cái đường chuyền dài. Và như vậy là về cái cách tập luyện như thế nào, nó lại trái ngược hoàn toàn với những gì mà chúng ta thi đấu ở trên sân. Và có một câu chuyện đặt ra vừa qua, đó là việc rất nhiều những cầu thủ họ cũng từng chia sẻ rằng huấn luyện viên Philippe Chuse là một người thực sự là rất nghiêm khắc ở trên sân tập. Ông ấy luôn luôn đòi hỏi một cái cường độ cao nhất và phải chuẩn chỉ nhất khi mà tập luyện ở trên sân. Thế nhưng cuối cùng thì cũng có một câu chuyện mà anh Dầu Bóng Đá anh có nói rằng là chúng ta tập luyện thì cứ như đá thật, thế nhưng cuối cùng thì đá lại cứ như đá tập vậy. Thì điều đó đương nhiên là chúng ta không thể thành công được. Hai cái mặt rất trái chiều. Và chúng ta cũng nhìn thấy được huấn luyện viên Philippe Chuse khi mà chỉ đạo các học trò ở trên sân tập thì quá nhiệt huyết. Thế nhưng cuối cùng khi mà thi đấu ở trên sân, trong những thời điểm mà chúng ta cũng cần ông ấy phải đứng dậy để hô hào thì ông ấy mất hút. Chúng ta thấy rằng ông toàn ngồi ngoài thôi. Và khi mà chúng ta thất bại như vậy, đối với Hulu Passer trước đây khi mà nhận những bàn thua, ngay lập tức thầy Bắc sẽ lao ra khoảng đường biên để tiếp tục chỉ đạo hò hét các học trò mà chúng ta thi đấu với một tinh thần rất máu lửa. Cái điều quan trọng nhất mà chúng tôi chưa thấy được ở những cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam là chúng ta chưa thi đấu thực sự máu lửa như những gì mà chúng ta đã thường thấy trong những thời gian trước đây khi mà làm việc với Hulu Passer hay là Hulu Passer. Với huấn luyện viên Gong Kyung thì trong một khoảng thời gian ngắn làm việc cùng với đội tuyển U23 Việt Nam thôi, thì các cổ động viên cũng đã nhìn ra được cái lối chơi, chúng ta đã định hình được về mặt lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam. Đó là chúng ta luôn luôn sẵn sàng pressing tầm cao, kể cả những thời điểm khi mà đối đầu với những đối thủ mạnh hơn thì những cầu thủ ở phòng ngự cũng sẵn sàng pressing cao hơn để chúng ta lập tức để có thể lấy được bóng, tiếp tục triển khai bóng, và nó mang đến một sự đồng bộ là rất lớn. Còn đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua nó quá rời rạc. Hiện nay thì những cầu thủ họ cố gắng truyền cho nhau thật nhanh thì cũng chỉ là quyền truyền qua truyền lại, cũng chỉ thế thôi, mà cũng không có đưa ra được bất cứ một cái ý định cụ thể nào, mà thậm chí thì truyền lại không chắc chắn, dẫn đến là đẩy đồng đội vào những thế khó khăn, và việc chúng ta mất bóng và không khống chế được quả bóng rồi cuối cùng hết hơi, thường xuyên bị những cầu thủ đội bạn đoạt mất bóng, thậm chí truyền thẳng vào chân của đội bạn, rất nhiều tình huống đã xảy ra. Và cái điều quan trọng nhất đó là việc cái ý thức bọc lót trong khâu phòng ngự của những cầu thủ của bên phía U23 Việt Nam là chưa tốt, chứ không phải là chúng ta muốn nói rằng là khá là kém. Không hề có một ý đồ chơi cụ thể nào cả. Và huấn luyện viên Philippe Chuse vừa qua theo rất nhiều những đánh giá, không phải là chỉ từ giới các chuyên môn, các chuyên gia, mà từ chính các cổ động viên bóng đá Việt Nam chúng ta nhìn thấy được, đó là không có được cái dấu ấn chiến thuật một cách cụ thể nào cả. Và điều đó cho thấy được rằng có vẻ như là với huấn luyện viên Philippe Chuse thì ông ấy vẫn chưa tỏ ra đọc được cái thế trận. Nhiều chuyên gia, thậm chí là chính huấn luyện viên Philippe Chuse thì ông ấy có nói như thế này, đó là ông ấy hài lòng với những gì mà chiến thuật đội tuyển U23 Việt Nam làm được và chúng ta đã có được sự tiến bộ. Thế nhưng ở đây một cách khách quan nhất và rõ ràng nhất, chúng ta tiến bộ như thế nào? Chúng ta tiến bộ từ việc chúng ta nhận 3 bàn thua ở trong trận đấu trước, và chúng ta tiến bộ ở lần này chúng ta nhận thêm bàn thua thứ tư, và chúng ta tiến bộ rằng chúng ta vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Vậy thì chúng ta có nhìn được ra cái sự tiến bộ hay không? Không, tôi nghĩ rằng chúng ta đã đi thụt lùi so với những trận đấu đầu tiên, và tưởng chừng như là cái kinh nghiệm rút ra được ở trong trận đấu đầu tiên sẽ giúp ích cho đội tuyển U23 Việt Nam. Thế nhưng không, và có lẽ rằng cái điều mà chúng ta làm được ở trong trận đấu vừa qua đó là việc chúng ta chỉ là cố gắng đua sức với đối thủ thôi. Thế nhưng việc chúng ta đua sức như vậy đương nhiên sẽ là thua thiệt, bởi ai cũng biết thể hình và thể lực của UE là họ chơi tốt hơn so với chúng ta. Trước đây với đội tuyển U20 của Huy Hoàng Tuấn thì chúng ta cũng có được cái sự hiệu quả, sự bài bản, sự chắc chắn, và chúng ta cũng có được
những ý đồ rõ ràng và xứng đầm tầm là một trong những đội bóng vừa qua thi đấu xuất sắc tại châu Á, mặc dù chúng ta bị loại nhưng đó là một điều rất đáng tiếc. Và xa hơn nữa, đó chính là dưới thời của huấn luyện viên Gao Mao, như tôi đã nói, chúng ta có những ý thuật, ý tưởng thực sự là quá rõ ràng. Đương nhiên thời gian thì sẽ có được những sự chứng minh thôi. Và việc hiện nay sử dụng các huấn luyện viên Pháp, những huấn luyện viên Tây, và đặc biệt đây đó chính là huấn luyện viên Chaussier, thì liệu rằng đó có phải là việc là bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang quá sai lầm và đang không phù hợp hay không? Và họ thường coi mình là những tinh hoa của những tri thức, tuyên bố có lẽ rằng cũng có vẻ như qua nhiều người cũng thấy rồi. Huấn luyện viên Philippe Chaussier đến đây thì tuyên bố khác rất nhiều so với một Parser. Thầy Park đến thì thầy chỉ nói rằng là nâng tầm bóng đá Việt Nam thôi và nâng tầm cái khả năng của những cầu thủ thôi, chứ không nói rằng là chúng ta phải đặt cái mục tiêu là World Cup quá xa vời. Nhưng đến đây thì ông ấy nói luôn là mục tiêu của bóng đá Việt Nam đó là World Cup. Hiện nay thì bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã vội vàng ký hợp đồng, tôi nhớ không nhầm đó là 3 năm đối với huấn luyện viên Philippe Chaussier, một cái quãng thời gian rất dài so với chính huấn luyện viên Park Hang-seo trước đây. Thời gian thầy Park tôi nhớ trước đây đó là 2 năm cho cái bản hợp đồng đầu tiên, và sau đó thì tiếp tục mới là tái ký hợp đồng. Còn với một huấn luyện viên mà chúng ta cũng chưa biết rõ là như thế nào, chúng ta ký luôn 3 năm. Và hiện nay thì câu chuyện rất là căng và rất nhiều các cổ động viên đã đứng ra. Và tôi nói rằng đây chính là một nhân vật quyền lực, bởi thực tế với bóng đá Việt Nam chúng ta đều thấy rồi, các cổ động viên là những người cũng rất có tiếng nói, bởi khi mà chúng ta có mạng xã hội chúng ta có rất nhiều những cái sự chia sẻ, và đương nhiên đó cũng là những chia sẻ rất đúng đắn thôi. Bởi không thành công, không có được kết quả tốt thì đương nhiên là phải nhận những cái sự chỉ trích, và thậm chí là cái chán sa thải là một điều đương nhiên. Vì vậy hiện nay rất nhiều các cổ động viên bóng đá Việt Nam tôi thấy rằng là chúng ta đang có rất nhiều những luồng ý kiến cho rằng hiện nay thì cần phải mời lại Huấn luyện viên Park để về dẫn dắt bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên câu chuyện này thì rất là khó nói, bởi thực tế kể cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện nay có mời Huấn luyện viên Park đi nữa thì liệu rằng thầy có đồng ý để quay trở lại hay không thì đó lại là một câu chuyện khác. Hiện nay thì Park vẫn ở Việt Nam, thầy vừa qua cũng đi thăm một số những trường lớp ở Việt Nam và những hình ảnh thực sự tuyệt vời, mang đến những bầu không khí rất là láo nhiệt dành cho những người mà thầy đến. Và rất nhiều người vẫn mong muốn thầy sẽ tiếp tục gắn bó cùng với cả đội tuyển. Nhưng như chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, việc thầy Park có đồng ý hay không thì đó là một câu chuyện khác. Và hiện nay thì đội tuyển U23 Việt Nam đã xác định được đối thủ của chúng ta, và chúng ta phải tranh cái trận tranh hạng 9 chung cuộc, nghĩa là 9 trên 10 đội, để tránh làm sao chúng ta xếp áp chót. Và đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam đó là Kyrgyzstan, một đối thủ cũng đã thua 2 trận trong trận đấu đầu tiên vừa qua. Mà đây thực sự là thông tin khá là buồn. Chúng ta cũng không nghĩ rằng là tham dự cái giải đấu này mà chúng ta lại phải cuối cùng tranh đua cho cái vị trí áp chót cuối cùng như thế này. Một thông tin buồn. Và việc hiện nay thì với Huấn luyện viên Park một câu chuyện khá là đặc biệt. Có thể là chúng ta cũng đang rất mong muốn thầy Park sẽ trở lại. Và lịch sử của bóng đá thế giới là một điều mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy được. Rất nhiều các huấn luyện viên trưởng họ cũng đã từng tuyên bố rằng sẽ giã từ cái sự nghiệp huấn luyện viên trưởng của mình. Thế nhưng cuối cùng thì với những lời mời thực sự là tâm huyết tới từ các phía liên đoàn, tới những đội bóng, thì một số các huấn viên họ vẫn quay lại tiếp tục làm việc và tiếp tục cái sự nghiệp cầm quân của mình. Còn đối với huấn luyện viên Park, chúng tôi cũng chẳng dám chắc rằng thầy Park có đồng ý với phía liên đoàn nếu như họ có cái mong muốn là mời thầy lại trong khoảng thời gian tới hay không. Thì đó là khoảng thời gian xa. Và thực tế chúng ta mới đây thì cũng chỉ là những trận đấu giao hữu thôi, nó cũng chưa bước vào những giải đấu chính thức. Vì vậy mà đòi sa thải ông Philippe Chaussier ngay thời điểm hiện nay thì cũng là điều không thể. Và thứ hai nữa, nếu chúng ta phá vỡ hợp đồng thì chúng ta biết rồi, đền bù một số tiền thì cũng chả nhỏ một chút nào đâu. Lương của bên Philippe Chaussier lên tới khoảng hơn 1 tỷ một tháng. Vậy mà phá vỡ hợp đồng thì đương nhiên số tiền chắc là vài chục tỷ phải đền bù. Thì bên phía liên đoàn tôi nghĩ rằng họ cũng không làm như vậy đâu. Họ cũng chẳng thừa tiền đến mức độ mà lại đi dãi như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà trong thời gian tới, nếu như mà SEA Games 32 chúng ta không có được một thành công, và tới từ chính áp lực của các cổ động viên bóng đá Việt Nam hướng về bên phía liên đoàn cũng như là viên Philippe Chaussier, thì việc ông ấy hoàn toàn có thể sẽ bị bay ghế là điều hoàn toàn có thể chúng ta nghĩ tới được. Đương nhiên thì với cổ động viên bóng đá Việt Nam chúng ta cũng không muốn rằng một viễn cảnh nó lại như vậy xảy ra cả. Với bất cứ một huấn luyện viên nào có dẫn dắt đội tuyển nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng rất muốn là chúng ta sẽ có được cái thành công, và cũng hy vọng rằng ông ấy có thành công ở SEA Games sắp tới thôi. Còn giải đấu này thì coi như là bỏ đi rồi, vứt đi rồi. Việc chúng ta tranh hạng 9 chung cuộc cuối cùng trong trận đấu cuối vùng với Kyrgyzstan thì cũng không nói lên điều gì cả.
Với bóng đá Việt Nam, ở trong lứa những thời điểm mà Hung Yong Kim dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam, thì thời điểm đó chúng tôi đã nói rồi, chúng ta có nhiều những cầu thủ có thể là đẳng cấp hơn bây giờ. Đó là có thể thôi. Nhưng mà mỗi một thời kỳ chúng ta đều có những lứa cầu thủ khác nhau. Và thời điểm đó chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta có được cái thể hình tốt. Những cầu thủ trung vệ như là Bùi Hoàng Việt Anh hay là Thanh Bình, những cầu thủ có chiều cao tốt và họ có thể lực tốt, hoàn toàn có thể tranh chấp được với những đội bóng đến từ Tây Á. Và điều đó mang đến sự tin tưởng, yên tâm lớn cho các hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam. Thậm chí ở trên vị trí tiền đạo của đội tuyển, khi đó chúng ta có một Điềm Mạnh Dũng cũng rất cao. Cầu thủ này thậm chí có thể thi trung vệ, đá tiền đạo, và có thời điểm thì cậu ấy cũng đã làm thủ môn rồi. Chúng ta cũng đều rất nhớ về câu chuyện đó, đúng không ạ? Vì vậy mà với bóng đá Việt Nam thì sự cân bằng về thứ nhất là mặt lối chơi, về mặt kỹ thuật con người, và cái sự cân bằng kể cả về mặt thể hình thể lực nữa, thì cũng là một điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải làm được. Bởi muốn passing được, muốn kiểm soát được bóng, chúng ta có một thế trận tốt trước đối thủ, thì đương nhiên thể lực và thể hình vẫn là một vấn đề rất quan trọng mà chúng ta cần phải đảm bảo được. Bởi khi mà chúng ta không thể đảm bảo được để mà passing tầm cao đối thủ với những cầu thủ có cái nền tảng kỹ thuật cá nhân cũng như thể hình tốt để mà đeo bám rồi là cắt passing đối thủ được, thì làm sao chúng ta thể triển khai được. Vì đây là câu chuyện mà chúng tôi vẫn cứ nói rất nhiều liên quan đến cái ý tưởng mà Vương Philippe Jouzier mong muốn tạo ra. Ông ấy nói rằng chúng ta tiến bộ, chúng ta cần phải có những sự thất bại. Thế nhưng hai cái thất bại vừa qua nó quá là đau, thực sự đau đớn lắm, đúng không ạ? 7 bàn thua, không nhận được, không ghi được bất cứ một bàn thắng nào, và thậm chí cũng không có được những cơ hội để mà ghi bàn, thì làm sao mà cũng thể khiến cho các cầu thủ viên bóng đá Việt Nam yên tâm được. Thế nhưng dù sao thì cũng xung chúc cho đội tuyển U23 Việt Nam, những cầu thủ của chúng ta trong trận đấu cuối cùng sẽ có một kết quả tốt. Mặc dù thì cũng chỉ là tranh cái hạng chính chung cuộc trên 10 đội thôi, thế nhưng nếu có được một chiến thắng, có một kết quả tốt, thì dù sao cũng sẽ vớt vát được cái niềm tin nơi các cầu thủ viên. Bởi nếu tiếp tục thất bại trong trận đấu này, đó không cần phải là một thử nghiệm nữa rồi, bởi chúng ta đã có hai trận đấu thử nghiệm ban đầu rồi, và đây là đối thủ mà cũng đã không thi đấu thành công vừa qua. Nếu thất bại nữa thì thực sự mọi thứ là quá tệ, và Kyrgyzstan cũng không phải là đội bóng quá mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể làm được tốt hơn với những gì mà chúng ta đã làm được trong hai trận đấu đầu tiên, đúng không ạ? Tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuổi Bóng Đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và luôn theo dõi, ủng hộ cho Tuổi Bóng Đá trong suốt thời gian vừa qua. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.